Thưa quý vị, trở ngược dòng thời gian, từ cái thuở tôi mới bắt đầu học lớp vỡ lòng, tôi đã được mẹ tôi đưa tôi về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi ở tận ngoài miền Trung xa xôi ấy. Tôi nhớ, ngoại thường nói với anh em tôi rằng, miền Trung quê ngoại, đất cày lên sỏi đá. Nhưng với hồi ức của cái tuổi mới chập chững học hiểu về cuộc sống, thì đối với tôi, quê ngoại tôi đẹp lắm. Và nhất là ngôi chùa nhỏ xinh xắn, được dựng lên giữa cánh đồng, bờ rào và những bụi tre, lại được gió thiên nhiên thổi vào, tạo nên tiếng ngân vang kẹo kẹt, hòa lẫn tiếng chuông chùa, tiếng mọ, tiếng tụng kinh. Âm điệu đó lại trở thành một bản nhạc mà đối với tôi, dù là trẻ con hay bây giờ đã được lớn khôn thành nhân chi mỹ, tôi vẫn cho đó là một bản nhạc hoàn hảo nhất. Cái cảm giác cho tôi nhận được nơi nào mát mẻ nhất, yên tĩnh nhất, thanh thản nhất là khi tôi được ngồi nơi chánh điện của các chùa tôi có duyên đến viếng. Điều nhờ từ cái nhận thức của thuở ban đầu về ngôi chùa nhỏ Châu Phong của quê ngoại tôi. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sanh ra con, đã cho con sự nhu mì, đoan trang của một người phụ nữ, và luôn dạy con trở nên người có ích cho xã hội, gia đình. Cảm ơn bố đã cho con lòng nhân từ, bác ái và tri thức. Cảm ơn sư bà đã cho con hiểu về Phật Pháp, giúp cho con được thanh thản tâm linh nương tựa nơi cửa Phật. Tôi cũng xin cảm ơn đời đã dạy tôi biết yêu, biết hận, biết vị tha, biết sống cho mọi người và sống đúng cho chính mình. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.